Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với chuỗi chuyên đề bàn luận về tài chính cá nhân của kênh AZVIN Việt Nam. Và ngày hôm nay, tôi là Thu Uyên, chuyên viên về hoạch định tài chính cá nhân. Bên cạnh tôi là anh Đặng Trần Phục. Chủ đề hôm nay chúng tôi bàn luận đó là quản lý tài chính cá nhân thế nào trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới. Vâng, thưa anh Đặng Trần Phục, chúng ta đang trải qua một thời kỳ có rất nhiều biến động về kinh tế và chính trị, và những điều này thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân ở không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới. Thì theo đánh giá của anh đánh giá như thế nào về bối cảnh về kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ạ? Và nó tác động thế nào đến người dân ạ? Như Thu Uyên đã trao đổi, rõ ràng kinh tế thế giới đang đối mặt với rất nhiều những cái khó khăn. Ví dụ như là lạm phát rất cao chẳng hạn. Ở các cái nước như là Anh, Đức, Mỹ, lạm phát đã lên đến 8-10%. Thậm chí ở nước Nhật thì chưa bao giờ có lạm phát trong những năm vừa qua. Nhưng mà hiện nay cũng đã có cái lạm phát xuất hiện. Bên cạnh đó chính là cái tình trạng mất giá của các cái đồng tiền trên thế giới rất là mạnh. Thậm chí lên đến 20-30% như là đồng yên của Nhật chẳng hạn. Từ đó nó tác động hết sức mạnh mẽ đến nền kinh tế của các nước đó. Bên cạnh đó là người dân thì cũng khó tránh khỏi cái việc tác động. Còn ở Việt Nam, tuy chúng ta là một cái điểm sáng về phát triển kinh tế ở trên thế giới và được dự báo GDP tăng trưởng rất mạnh trên 8%, lạm phát kiểm soát ở mức ổn định dưới 4%, nhưng do chúng ta là một nước có cái độ mở kinh tế rất cao, với cái tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP lên đến gần 200%, thì chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái tác động tiêu cực từ cái nền kinh tế thế giới. Ví dụ như về cái tỷ giá chẳng hạn, Việt Nam đồng đã mất so với USD là khoảng 9% từ đầu năm đến tháng 10 năm 2022. Bên cạnh đó thì cái lãi suất của chúng ta cũng đang có cái tốc độ tăng trưởng rất mạnh, thì nó tăng khoảng 2% so với đầu năm 2022. Từ đó tác động rất mạnh không những đến các doanh nghiệp mà còn đến với những người dân ở Việt Nam chúng ta. Dạ vâng, đúng như anh nói là chỉ riêng nói về khía cạnh về những người dân thì cái sự biến động về kinh tế đã tác động rất lớn đến người dân. Ví dụ như những ngày gần đây chúng ta nhận thấy thông tin đó là Ngân hàng Nhà nước đã tăng mức lãi suất chẳng hạn, điều chỉnh mức lãi suất. Nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta nhận được cái mức lãi suất tăng trần thêm 1%, và cái mức lãi suất này thì nó tăng lãi suất này thì nó ảnh hưởng đến người dân rất là lớn. Ví dụ như việc tăng lãi suất thì nó ảnh hưởng tới những người đang vay mua nhà này, mua xe này, thậm chí là những người vay mua bất động sản đầu tư. Và những cái người mà vay mua bất động sản đầu tư thì có lẽ là bây giờ thì họ mới cảm thấy rõ rệt nhất là cái việc tác động của tăng lãi suất khiến cho họ bị áp lực trả nợ, trả lãi và phải thoát hàng ngay khi mà mình vẫn đang lỗ. Và việc tỷ giá của chúng ta ảnh hưởng thì nó còn ảnh hưởng tới những cái việc như là những mặt hàng mà chúng ta nhập khẩu chẳng hạn thì nó bị tăng giá này, hay những cái người mà cho con đi du học thì cũng đã bị tăng cái mức chi phí cho con, gửi cho con đi du học ở nước ngoài cũng bị tăng lên. Và xét trong 3 năm gần đây thì không nói đến là chỉ việc là tăng tỷ giá, biến động tỷ giá trong thời gian gần đây, mà nó còn là 3 năm qua chúng ta còn gặp với những cái vấn đề như là bị ảnh hưởng Covid này. Giữa năm vừa qua thì chúng ta gặp vấn đề lạm phát do đứt gãy chuỗi cung ứng. Và như vậy thì trong 3 năm vừa qua thì nói về vấn đề tài chính cá nhân thì những người dân của chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc quản lý tài chính, đúng không ạ? Vậy thì với cái tình hình khó khăn tác động khá là sâu rộng đến với người dân như vậy, thì theo Thu Uyên thì người dân cần phải tiết kiệm chi tiêu ra sao để từ đó là họ có thể là chủ động trong cái nguồn tài chính của mình? Dạ vâng ạ. Như chúng ta đã thấy là trong 3 năm vừa qua, ví dụ là khi đại dịch Covid xảy ra thì người dân đã bị đột ngột, bị cách ly và họ bị giảm, hoặc thậm chí có những người mất thu nhập, thất nghiệp. Thì trong những cái giai đoạn như đó, như thế thì chúng ta trải qua thì chúng ta nhận thấy là việc chuẩn bị có một cái quỹ dự phòng trong những cái giai đoạn biến động như thế là cực kỳ cần thiết. Và vì vậy là từ dịch Covid cũng như là cái thời gian gần đây khi mà cái lạm phát tăng cao chẳng hạn, thì chúng ta trong cái vấn đề tiết kiệm thì chúng ta cần đặc biệt lưu ý một cái vấn đề, đó là chúng ta cần phải ưu tiên tiết kiệm trước khi tiêu dùng. Và cái khoản tiết kiệm đó thì chúng ta trước hết phải chuẩn bị cho mục tiêu đầu tiên, đó là chuẩn bị quỹ dự phòng
cho gia đình. Và cái quỹ dự phòng này thì chúng ta nên chuẩn bị như thế nào? Là chúng ta nên chuẩn bị để phù hợp với từ 3 tới 12 tháng chi phí chi tiêu của gia đình. Cái việc chuẩn bị thời gian để chuẩn bị quỹ dự phòng cho gia đình này thì nó tùy thuộc vào cái sự biến động trong cái thu nhập cũng như là mức độ ổn định trong công việc của anh chị. Ví dụ như là công việc của anh chị có mức độ ổn định cao và cái mức độ tốc độ gia tăng thu nhập tốt thì chúng ta có thể giảm bớt được cái số lượng dự trữ cái quỹ dự phòng này. Ví dụ là chúng ta chỉ chuẩn bị 3 tháng. Nhưng mà thay vào đó thì có những người cái mức độ biến động công việc cao thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho tới 12 tháng chẳng hạn. Cái này thì phải đảm bảo cho chúng ta tránh những cái cú sốc như là Covid hoặc là cái sự tăng giá đột ngột khiến cho cái việc chi tiêu của chúng ta bị đảo lộn ạ. Vấn đề này thì thực sự mà nói thì cá nhân tôi cũng cảm nhận rất rõ điều này. Vừa rồi trong cái quý 3, quý 4 năm 2022 này thì rất nhiều các cái doanh nghiệp họ bị bất ngờ bởi vì không có cái dự phòng tiền nhiều. Khi mà tín dụng của ngân hàng nhà nước thì thắt chặt, rồi cái việc phát hành trái phiếu thì gần như bị đóng băng, việc phát hành cổ phiếu huy động vốn thì không có. Đó, thì do đó là rất nhiều doanh nghiệp rõ ràng tài sản rất lớn, tiềm lực rất mạnh, nhưng mà lại gặp khó khăn về cái vấn đề thanh khoản này. Bởi vậy như Thu Uyên đưa ra đó là cái quỹ dự phòng cần phải để ở một cái mức gọi là tương đối an toàn, thậm chí cao hơn một chút so với cái điều kiện kinh tế bình thường, đúng không ạ? Vậy thì tiếp theo là cái vấn đề chi tiêu, thì theo Thu Uyên là chúng ta cần phải như thế nào để cho nó phù hợp với những cái điều kiện có thể gặp khó khăn trong tương lai? Về vấn đề chi tiêu thì thường chi tiêu và tiết kiệm thì nó thường đi đôi với nhau. Vậy thì sau khi chúng ta ưu tiên cho cái khoản mục tiết kiệm thì chúng ta hãy bước tiếp theo đến cái việc chi tiêu. Và trong cái bối cảnh nó biến động như thế này thì với những gia đình trước đây chưa quan tâm lắm tới cái việc quản lý chi tiêu thì bây giờ chúng ta cần phải làm một việc cực kỳ quan trọng, đó chúng ta là rà soát lại toàn bộ chi tiêu của gia đình mình. Và cái việc rà soát đấy thì sẽ giúp cho chúng ta nhận ra rằng là cái khoản mục nào mình đang chi tiêu nhiều mà không hợp lý, cái khoản mục chi tiêu nào mà chúng ta có thể cắt giảm được. Và với cái việc mà quản lý, rà soát lại chi tiêu này, sau đó thì chúng ta sẽ lên cái kế hoạch chi tiêu nó chặt chẽ, nó chặt chàng hơn, sát với cái thực tế mà nhu cầu của chúng ta cũng như là những cái điều kiện mà chúng ta đang gặp phải. Ví dụ như là việc mà quản lý chi tiêu thì bản thân tôi cũng hay tham gia vào những cái hội nhóm mà các chị em phụ nữ quản lý tài chính, thì các chị em cũng chia sẻ những cái tip về quản lý chi tiêu, lập ngân sách trong gia đình rất là hay. Ví dụ như là họ chia cái phần thu nhập sau tiết kiệm ra thành các cái khoản quỹ khác nhau. Ví dụ như là họ có thể chi tiêu theo từng hạng mục như là thực phẩm này, đồ uống đi lại, hoặc có người thì lại chi tiêu theo tuần, có nghĩa là tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba, mỗi tuần được chi tiêu bao nhiêu. Và với cái việc chi tiêu ngân sách nó là một việc này, và họ còn chia sẻ với nhau những cái mẹo chi tiêu. Ví dụ như là họ chờ vào những cái ngày mà siêu thị giảm giá hoặc những cái mặt hàng mà nó giảm giá theo ngày hoặc theo đợt thì họ sẽ mua theo vào những cái đợt như thế này, hoặc họ mua rủ nhau theo mua theo số lượng lớn. Ví dụ như là một câu chuyện tôi có gặp được là rất là hay, đó là trong cái đợt dịch Covid thì có những cái gia đình ở chung cư họ rất là bị hạn chế trong cái việc đi mua lương thực thực phẩm, thì họ gom chung với nhau, gom tiền chung với nhau để mua những cái mặt hàng lương thực thực phẩm từ quê, vừa sạch vừa đảm bảo lại vừa ưu tiên giá rẻ. Vì vậy tôi tin chắc rằng với những người chị em phụ nữ là những cái tay hòm chìa khóa trong gia đình thì khi mà chúng ta để tâm một chút tới cái việc quản lý chi tiêu thì chúng ta sẽ luôn có những cái cách để tối ưu hóa chi tiêu, tiết kiệm. Và chúng ta sẽ trong cái hoàn cảnh mà biến động kinh tế nó không ổn định thì chúng ta hãy cần đảm bảo ưu tiên cho cái việc chi tiêu, đó là chúng ta sẽ luôn tìm được một cái giải pháp thay thế vừa phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta nhưng nó lại đảm bảo cho cái việc chi tiêu của chúng ta nó không bị vượt quá và nó tối ưu được cái khoản chi tiêu của chúng ta. Vâng, thì cái việc chi tiêu như Thu Uyên đã chia sẻ nó rất là quan trọng như vậy, đúng không ạ? Bình thường có thể là khi thu nhập chúng ta tốt, điều kiện kinh tế bình thường, chúng ta có thể không chú ý nhiều đến cái vấn đề này. Nhưng mà trước mắt của chúng ta có thể là khủng hoảng có thể xảy ra trong năm 2023. Thì do đó là cái việc này rất là cần thiết, rất là cần thiết. Thì thực tế bản thân tôi cũng thế thôi, thì tôi cũng đã ứng dụng vào cái việc rà soát chi tiêu và thực sự bất ngờ là giai đoạn vừa rồi thậm chí tôi còn giảm được 1/3 cái chi tiêu hàng tháng của gia đình cơ. Rồi như Nguyên vừa chia sẻ thì chúng ta cần phải sắp xếp thứ tự ưu tiên các cái khoản mục chi tiêu từ thiết yếu cần thiết nhất rồi đến cái loại gọi là bớt cần thiết hơn. Đó, ví dụ như là cái câu chuyện là có thể mua chiếc iPhone 14 mới chẳng hạn, nếu chúng ta chưa thực sự cần thiết thì chúng ta có thể là tạm hoãn nó lại để sang năm có thể mua iPhone 15 chẳng hạn, nếu mà chúng ta chưa thực sự
thoải mái trong cái câu chuyện tài chính, hay là ngay cả việc đổi xe chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý trong lúc này. Nếu mà tài chính chúng ta thoải mái thì ok, sẵn sàng, nhưng mà tài chính của chúng ta nếu mà kẹt hoặc là phải vay nợ thì chúng ta cần phải gọi là cân nhắc rất kỹ, bởi vì lãi suất vay để tiêu dùng, để mua ô tô vân vân bây giờ là tăng cao khoảng độ 3% so với cuối năm 2021 đó. Thì ngoài cái việc chi tiêu sẽ giúp chúng ta sống khoa học hơn, hiệu quả hơn, thì còn giúp cho chúng ta là bỏ ra được một lượng tiền tiết kiệm dư dư tốt để phục vụ cho cái mục đích đầu tư của mình sau này. Vậy thì tổng kết lại về cái phần tiết kiệm và chi tiêu thì chúng ta rút ra những điều đấy là đầu tiên là phải ưu tiên tiết kiệm và chuẩn bị được cho mình một cái quỹ dự phòng, nhất là đặc biệt trong cái giai đoạn nó biến động rất là nhiều. Về phần chi tiêu thì chúng ta cần phải biết rà soát lại chi tiêu để cân đối lại ngân sách chi tiêu này và ưu tiên cho những thứ thực sự cần thiết trong cái giai đoạn này, đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái giai đoạn như thế này mà khi mà tình hình kinh tế, chính trị biến động và cái phần mà công việc, thu nhập của chúng ta nó không chắc chắn, nó không đảm bảo được cái tính ổn định như giai đoạn trước, thì cái việc vay tiêu dùng nó đặc biệt nguy hại từ cái tình hình tài chính của chúng ta, đúng không ạ? Được. Vâng, và nói đến cái việc là thu nhập và tăng gia tăng tài sản thì vâng, thì theo tôi thì kể cả trong cái giai đoạn là tăng trưởng hay là trong giai đoạn khó khăn thì nhu cầu của chúng ta vẫn luôn là làm thế nào để kiếm được tiền này và gia tăng tài sản. Vậy thì theo anh Phục, đấy là trong cái giai đoạn, nếu như trước đây trong cái giai đoạn kinh tế tăng trưởng bùng nổ và các điều kiện thuận lợi thì không nói làm gì, nhưng hiện tại trong cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới này rồi ảnh hưởng tới cả kinh tế Việt Nam, thì theo anh thì trong giai đoạn này thì chúng ta nên làm thế nào để duy trì nâng cao thu nhập, cũng như là nên đầu tư thế nào vào các kênh đầu tư trong cái giai đoạn như này hả anh? Vâng, đặc biệt trong những cái giai đoạn khó khăn như thế này, cũng như là khó khăn trong tương lai, thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến cái nguồn thu nhập của mình. Thì bởi vì chính trong lúc khó khăn này thì mới là rất là cần duy trì cái thu nhập ổn định, hoặc là tăng trưởng được thì càng tốt. Thì cái vấn đề tăng trưởng các cái nguồn thu nhập thì thường rất là khó khăn. Tuy nhiên về cái việc duy trì được thu nhập thì cho theo tôi là nó cũng không quá khó. Thì quý nhà đầu tư, quý vị thì hãy tập trung rất mạnh mẽ vào cái công việc của mình. Thì bởi vì trong cái giai đoạn này thì mọi người thường đều chán nản, điều khó khăn, thì chúng ta là những người có chuẩn bị thì chúng ta cần phải tập trung nâng cao được cái năng lực bản thân, cái chuyên môn của mình, và theo chúng tôi thì đó chính là trở thành chuyên gia của trong cái lĩnh vực của mình. Thì khi đó thì quý vị có thể đảm bảo được cái vị trí của mình rất vững chắc trong công việc. Bên cạnh đó thì sau mỗi lần khó khăn đi qua thì những ai chuẩn bị rất tốt, nâng cao được cái năng lực của mình thì thường là sẽ nâng cao được cái vị trí của mình và nâng cao được cái thu nhập của mình trong tương lai rất tốt. Đó. Thì khi chúng ta kiếm tiền được, chúng ta tiết kiệm một cách gọi là khoa học này, chúng ta chi tiêu một cách hợp lý này, thì cái luồng tiền dôi dư ra thì chúng ta cũng cần phải hết sức chú ý để đầu tư. Thì cái suy thoái kinh tế thế giới xảy ra thì nó mang đến khá nhiều rủi ro, đồng thời với đó nó cũng mang đến rất nhiều các cái cơ hội cho người dân, cho nhà đầu tư. Tôi lấy ví dụ như này, về cái lãi suất gửi ngân hàng chẳng hạn, thì nếu như năm 2020-2021 thường chúng ta chỉ gửi được lãi suất khoảng 6% một năm, thì đến cuối năm 2022 thì chúng ta đã gửi được cái mức lãi suất trên 8%, trong khi cái lạm phát của chúng ta đâu đó chỉ khoảng 4% độ lạm. Thì như vậy chúng ta đã có lãi suất thực dương đâu đó khoảng 4%. Hay là như cái kênh của thị trường chứng khoán chẳng hạn, thì cái chỉ số định giá của thị trường như giai đoạn 2020-2021 nó rất là cao, thì hiện nay đâu đó chỉ còn tương đương với khoảng 50-60% như vậy thôi. Đó. Hay là về cái kênh bất động sản chẳng hạn, như nếu như cuối năm 2021 đến đầu 2022 thì để mua được một bất động sản tốt thì giá thường rất cao, nhưng tuy nhiên thì chỉ trong cái quý 3 năm 2022 này giá bất động sản nhiều nơi đã giảm tới 20%. Và thậm chí đến năm 2023, khi mà những cái khoản vay bất động sản đến thời hạn phải thanh toán cả lãi cả gốc dần, thì người ta còn xảy ra cái tình trạng gọi là bán tháo cắt lỗ nhiều hơn nữa cơ. Thì chúng tôi cho rằng sẽ rất nhiều bất động sản tốt được giảm giá khoảng độ 30, thậm chí hơn 30%. Thì như vậy đó là những cái cơ hội rất tốt cho người dân, cho những nhà đầu tư để có thể gia tăng được cái tài sản của mình sau khi cái khủng hoảng qua đi. Và cái nguyên tắc đầu tư thì quý vị hãy lưu ý như thế này. Thứ nhất là quý vị hãy phân bổ tối thiểu làm 2 đến 3
cái tài sản để chúng ta đầu tư, không nên tập trung toàn bộ vào một cái tài sản nào đó vì nó rất rủi ro. Tôi lấy ví dụ chúng ta có thể là phân bổ và gửi tiết kiệm khoảng độ 20% chẳng hạn, phân bổ và đầu tư chứng khoán khoảng 30% chẳng hạn, và phân bổ và đầu tư bất động sản khoảng 50% chẳng hạn. Thì khi đó thì chúng ta sẽ đi trên cái gọi là kiềng ba chân, nó sẽ rất vững chắc. Và đặc biệt là đối với những cái anh chị nào mà lúc này mà lại muốn mở các cái kinh doanh chẳng hạn, thì chúng tôi khuyên là hãy tạm thời ngừng mở, hoặc là phải cân nhắc rất là kỹ trước khi mở. Bởi vì khi suy thoái kinh tế này thì mở các cái kinh doanh thường rất mạo hiểm. Rồi là anh chị nào mà cần phải vay nợ nhiều chẳng hạn, thì theo chúng tôi là giai đoạn này không nên vay nợ, bởi vì lãi suất nó rất là cao, đó, áp lực đến với chúng ta rất là lớn. Và cuối cùng về cái mảng đầu tư này thì tôi khuyên quý anh chị hãy quan sát rất là kỹ các cái kênh đáng chú ý như sau: một là gửi tiết kiệm, hai là kênh đầu tư chứng khoán, và ba là kênh đầu tư bất động sản, để từ đó có thể phân bổ tiền của mình hiệu quả hơn. Thưa anh chị và các bạn, video chia sẻ về cách quản lý tài chính cá nhân trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi và lắng nghe. Và chúng tôi có dành tặng những phần quà cho anh chị theo dõi trong chương trình ngày hôm nay ở dưới phần mô tả, bao gồm file quản lý tài chính cá nhân để anh chị có thể theo dõi về tình hình tài sản, thu chi cũng như dòng tiền của mình. Và chúng tôi sẽ dành tặng 3 suất để có thể tối ưu về tình hình quản lý tài chính cá nhân cho anh chị nào điền file và gửi file sớm nhất về cho AZFin. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ạ.